Xin chào mọi người. Hôm nay Lộc chia sẻ đến mọi người chiếc Polo Hatchback được trang bị rất nhiều những tính năng mới ở trên phiên bản Polo Hatchback 2020. Và chiếc xe này được công ty của mình trang bị cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng. Và mình cũng chia sẻ, quay video để tất cả những khách hàng đã mua xe Volkswagen Polo cũng như là sắp sửa mua xe Volkswagen Polo có thêm một chọn lựa cho việc trang bị thêm những option cho chiếc Polo, để chiếc Polo thêm phong phú hơn về option nha mọi người. Trước tiên là mình sẽ quay cho mọi người xem cái nút khởi động Engine Start-Stop. Thay vì là chìa khóa thì bây giờ chìa khóa cơ, mở lên bằng chìa khóa cơ, thì chiếc xe này được trang bị lên là Engine Start-Stop. Đây là chìa khóa của Polo Hatchback sau khi được trang bị tính năng khởi động từ xa, cũng như là tính năng khởi động bằng nút bấm Start-Stop Engine. Chìa khóa của Polo mới nha. Chìa khóa này thì chúng ta thấy gần giống như chìa khóa của Tiguan vậy. Đây là cách khởi động xe từ xa nha anh. Ấn vào cái nút mở nè. Đấy, đèn mình chớp cháy, nhấp nháy đúng không ạ? Xong rồi bắt đầu mình giữ cái nút giữa, giữ cái nút mở cốp á, nút giữa. Đó, nó sáng lên. Và nó đã khởi động rồi nha anh. Đó, xe mình khởi động. Và mình tắt đi cũng vậy anh ạ. Mình tắt đi thì mình ấn vào cái nút mở khóa này luôn. Đó, nó nhấp nháy rồi. Rồi chúng ta sẽ tắt nó đi và bấm giữ cái nút giữa luôn, nó cũng sẽ tắt. Đó là cách để mà khởi động và tắt máy từ xa. Công tắc đèn auto nha. Đó, mình để auto vậy thì nó sẽ tự động mở ánh sáng lên khi vào trong hầm á, buổi tối, hoặc là buổi tối thì nó sẽ tự động mở ánh sáng lên. Đây là công tắc đèn auto. Rồi một trang bị nữa đó là Park Pilot, có nghĩa là cái cảm biến xung quanh xe, bốn cái cảm biến phía trước được trang bị thêm. Và thêm một trang bị nữa đó là bộ đèn pha LED có tính năng đèn daylight ban ngày nè, rồi đèn pha. Và chúng ta thấy nó rất là hấp dẫn, bộ đèn rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn kỹ bộ đèn này rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ quay xung quanh chiếc xe này cho mọi người xem, để mọi người thấy được những khác biệt chiếc xe này được nâng cấp lên. Mọi người thấy đầu tiên đó là bộ mâm đúng không ạ? Bộ mâm trước đây thì nó là màu bạc, nhưng mà bộ mâm này đã được trang bị lên là màu đen, sơn màu đen. Thì khi mà sơn màu đen cộng với cái bộ body kit của cái form xe 2020 này á, chúng ta thấy nó rất là mạnh mẽ cho chiếc xe. Rồi đằng trước, phía đằng trước thì được trang bị bộ đèn pha LED làm cho chiếc xe thêm phần mạnh mẽ và đáng yêu hơn. Chúng ta quay từ trên xuống, thấy chiếc Polo Hatchback rất là gọn gàng phải không ạ? Ở bên trong thì trước tiên là mình đã được trang bị cái nút đề nổ, tiện lợi hơn khi sử dụng thay vì là sử dụng chìa khóa cơ. Và chìa khóa được nâng cấp lên cũng rất là đẹp. Phía sau thì có thể vừa đủ ngồi cho 3 người đi trong thành phố. Mọi người cũng biết là riêng về dòng Polo Hatchback, nó rất là nhỏ, gọn, đi trong thành phố thì gọn gàng, thuận tiện để di chuyển. Nhưng nó có một điểm rất là đặc biệt, đó là khi mà mình đi trên đường cao tốc hay mình đi tốc độ cao thì chiếc xe rất là cân đối, cân bằng để mình đi với tốc độ cao mà không phải lo lắng gì cả. Đó là cái đặc thù và nó cũng là cái điểm rất là mạnh của Polo Hatchback. Khung gầm thì chắc chắn. Mọi người thấy bộ mâm cũng như là cái đèn mà
mình quay cho mọi người, mọi người sẽ thấy là nó có phần nào cái chiếc xe nó đẹp và nó rất là quyến rũ. Thì đây là cái phần chia sẻ và cũng là một cái chiếc xe mà công ty của Lộc nâng cấp lên cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng, để khách hàng thấy được cái giá trị của chiếc xe Polo khi mà nâng cấp lên những cái tính năng này. Mình cũng hướng đến những khách hàng đã mua những dòng xe Polo từ những năm vừa rồi, cũng có thể là nâng cấp lên chiếc xe này với cái như thế này không bao nhiêu tiền cả, nhưng mà chiếc xe của mình rất là hấp dẫn, rất là tuyệt vời. Thì Lộc chia sẻ video này đến mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.